Nhưng mà cuối cùng thì vẫn cứ phải ăn ăn để mà sống, là cứ ăn mì ăn liền vậy, ăn những lương thực mình mang theo vậy, gian nan lắm, khổ sở lắm. Nên là chắc là các bác các cô chú ở đây thì cũng chỉ nghe thấy là bộ môn cận tâm lý, thì cũng chỉ nghe thấy là các nhà ngoại cảm và những người biết đi tìm mộ, nhưng mọi người cũng chưa hình dung nổi, tức là trong trí tưởng tượng của mọi người thì chắc là không thể hình dung nổi 1/10 những cái công việc mà bọn cháu làm. Ví dụ như cái trường hợp trước đây là cháu với cả nhóm của bác Trần Quang Bích đã đi làm ở non nước Ninh Bình cũng vậy thôi. Khi tìm thì là vậy, cắm mốc là chỗ đấy đấy, khẳng định 100% là chỗ đấy. Nhưng mà ai có thể nghĩ được là nó sâu tới 4,5 m. Đấy, có ai nghĩ được, mà ai dám đủ can đảm, đủ tự tin để khẳng định rằng dưới 4,5 m kia là có hài cốt. Ví dụ như thế, hoặc ví dụ như cháu đi tìm được sĩ Nguyễn Văn Dục, ai có dám khẳng định là khi kéo cái tảng đá kia ra, phá cái nền miếu ở chùa và kéo cái tảng đá kia ra ở dưới đấy là có hài cốt. Lúc đấy là cả một sự đấu trí vô cùng là căng thẳng. Bây giờ gia đình người ta tin mình, hội cựu chiến binh của tỉnh, tất cả các cơ quan đoàn thể họ tin. Thế nhưng bây giờ kéo cái tảng đá đấy ra, mất bao nhiêu là công sức mồ hôi đổ ra đấy, phá cả một cái nền miếu của chùa ra, mà nó không có cái gì thì bây giờ biết ăn nói thế nào đây. Tất nhiên xác suất trong khi đi tìm ngoại cảm nó có chứ không phải không có, không thể ai có thể nói hay được rằng tôi đi tìm đúng 100%, và cũng không ai có thể nói trước được rằng tôi bảo ở chỗ này là đúng chỗ này. Bởi vì người âm người ta mỏng manh lắm, lúc thế này lúc thế này, thế có thể là cái sự phán đoán của mình nhầm đi một chút thì công lao bao nhiêu người đổ xuống sông xuống biển. Công sức là một phần, nhưng cái mất lớn nhất là mất niềm tin. Khi người ta không thấy nữa rồi, không còn niềm tin nữa, thì lúc đấy là quải và không còn đủ lý trí để tiếp tục tìm nữa. Thế nên hôm mọi người hỏi cháu có quyết định kéo tảng đá này ra không, bây giờ quyết định, Bích Hằng quyết định đi, mà cháu bảo cứ kéo ra. Và mọi người bảo là kéo ra nhỡ không có thì sao, của cháu bảo cứ kéo thôi. Thế cuối cùng cháu không thể nào đứng đấy để chịu đựng nổi những cái câu hỏi như vậy, cháu bỏ đi chỗ khác, cháu bảo là 12 giờ cháu sẽ quay trở lại. Đúng 12 giờ sẽ thấy, mọi người cứ việc kéo đi. Thế sau đến lúc 12 giờ thì cháu lại quên ngồi uống nước, quên mất 12 giờ 5 phút. Cháu đến thì thấy mọi người đã cầm được một nắm tóc phanh rờn. Từ khi kéo tảng đá ra thì kẹp giữa hai tảng đá và liệt sĩ bị ngã, xong là đồng thời cái tảng đá nó đổ theo, thế là kẹp luôn xuống. Thì cái nắm tóc từ năm 1953 mà đến khi cháu tìm thấy là năm 1995 vẫn còn nguyên, à 94, năm 94 mà tóc vẫn còn xanh biếc, nhưng mà cầm ra một lúc thì nó gãy gãy vụn hết ra. Đấy, sợ thật ra lúc đấy cháu cũng lo. Sau khi mà cháu ra đi rồi thì bỏ lại đằng sau bao nhiêu lời xì xào và bao nhiêu ánh mắt, 36 chiếc chuồn và thử thách, đừng hòng 12 giờ thì nó quay trở lại đây. Mọi người nói như thế đấy, cháu vẫn nghe thấy, nhưng mà nghe thấy thì nghe, nhưng việc đi vẫn đi, đi như thế còn hơn là mình cứ đứng đấy rồi người ta cứ hỏi mình. Biết đâu người ta hỏi 5 câu 3 câu còn chưa thấy vấn đề gì, hỏi đến câu thứ 6 thứ 7 chính mình cũng bị suy sụp niềm tin thì sao. Tôi sẽ là đi, thế là mới chạy đi, chạy đi xong 12 giờ quay trở lại là khi người ta thấy hài cốt rồi. Đấy, có nhiều những cái như thế. Ví dụ cháu đi vào địa bàn cũng thế, cả một cái xã Điện Nam, cả cái xã Điện Thọ, hai xã đứng ra để chờ đợi cái kết quả của mình đào cái bờ sông ấy lên. Đầu tiên thì anh Nhã cũng chỉ ở cái tọa độ bờ sông như thế, và tất cả những hiện tượng trên mặt đất cũng giống hệt như vậy, nhưng mà nó cách xa cái nơi sau khi tìm thấy được 4 km. Rất nặng nề, anh Nhã vào cuộc này, anh Liên vào cuộc rồi, họ đã đào không bao nhiêu ngày rồi. Hai cái xã đấy, tức là họ thương cái gia đình ấy, gia đình đấy là gia đình chú Đỗ Tường Linh, là chú ấy là làm ở mặt trận tổ quốc của quận quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Thế bố chú là Đỗ Thôi, tức là ngày xưa là người cán bộ cách mạng, năm 56 là chết bởi cái luật 15/9 của Ngô Đình Diệm bị chặt đầu ấy. Thế thì tìm mãi không thấy, là cả xã họ ra. Và đợt đấy là cháu đưa cả chồng cháu đi theo. Thì khi mà cả xã họ dồn ra, họ đứng họ chờ, mà cát ở bên sông sau cái đợt lũ của miền Trung năm đấy là năm 2000, cát nó phải ngập đến đầu người thế này. Bây giờ mọi người bảo là liệu có thấy không. Bây giờ ngay bản thân chồng cháu cũng đứng bên cạnh, em ấy liệu có thấy không. Đấy, đừng hỏi nữa, đã sợ thì đã sốt ruột thì chớ cứ hỏi làm cái gì. Thế xong bên kia nhà họ cũng lo lắng, thế họ cứ gọi điện cho anh Nhã, họ bảo là anh Nhã có gì hỗ trợ không. Thế xong này anh Nhã bảo chứ thôi cứ yên tâm, Bích Hằng đã làm, cứ yên tâm, cứ chờ đợi đi. Thế cuối cùng là chờ đợi, đào đến 1 m chỉ thấy cát, từ 1,2 m, 1,4 m, 1,5 m vẫn là cát, nó không có một cái màu gì khác ngoài màu cát trắng. Đến lúc 1,7 m thì thực sự là cháu bắt đầu cháu thấy cũng thấy hoang mang,
cháu biết đâu được bác chỉ có hồn bác ở đây, cái xác bác trôi đi đâu rồi. Cháu bảo mọi người dừng hết lại, mọi người tránh xa ra khoảng 10 mét để cháu hỏi hỏi lại bác đi xem. Thì khi là hỏi mọi người tránh xa ra được khoảng 10 mét thì bác ấy bảo là bảo cô con gái lớn của bác ấy, bác ấy gọi tên cô ấy ra ra đây, xong rồi chuẩn bị các thứ cho ba đi, sắp đến nơi rồi. Thế thì khi mọi người quay trở vào thì chỉ còn có độ khoảng 30 phân đất nữa thì là lấy được, mà lấy rất là thương bởi vì bị chôn ngồi mà đập một nhát cuốc một cái, thế là lấy lên một mảnh bằng lòng bàn tay, vỡ miếng sọ. Tức là khi bị chém rồi xong người ta đã đặt chôn, nhưng mà chả hiểu thế nào mà lại kiểu thành tư thế là bị ngồi. Nhưng mà mọi người bảo là không phải là lúc đấy là không kịp đào nữa, cứ mỗi một cái hố tròn tròn như thế này, tức là đặt ngồi xuống xong là anh này là may mắn nhất là lấy được cái đầu, tức là đặt luôn vào đấy. Thế là cuối cùng bập một cái thấy luôn một cái mảnh đầu bị cái nhát cuốc, chính nhát cuốc của những người đi đào bập phải. Thế cùng tìm thấy, cháu thú thật là hôm đấy là lần đầu tiên trong 10 năm đi tìm run tim bắn ra ngoài, sợ quá. Người ta tổ chức long trọng quá mà bây giờ mà kết quả không được cái gì thì không biết là mình ăn nói thế nào, sợ vô cùng. Mà nếu mà bà là ở gần ở miền Bắc thì còn đỡ, đây ở giữa cái đất Quảng Nam Đà Nẵng, đất đất thép, đất mà nhiều liệt sĩ mà toàn những cái gia đình sẵn sàng xả thân hy sinh những giọt máu cuối cùng vì tổ quốc, bây giờ mình làm vớ vẩn chết. Thế khi mà thấy xong rồi thì cháu thấy thở phào, và từ lúc đấy trở đi thì cháu lại được thêm một cái sự chia sẻ sâu sắc nữa là của chính chồng mình. Trước chồng cháu chưa đi cùng, chưa bao giờ hiểu được nó giây phút căng thẳng như vậy. Đấy. Còn những cái giây phút căng thẳng thì ở trong bộ môn cháu có thể nói anh Nguyễn Khắc Bảy là người phải chịu đựng nhiều nhất, nhiều lần. Và đến khi mà mỗi lần như vậy thì thường thường anh em chúng cháu hỗ trợ cho nhau. Thì bây giờ thì mỗi người có một cái thế mạnh, ví dụ anh Hùng thì anh ấy thế mạnh về bắt mạch thái tố, anh ấy làm những việc về phong thủy. Nhưng mà đi tìm mộ thì trước đây là có em Hoàn, nhưng giờ em Hoàn sinh con rồi, qua nhiều thời gian rồi là bận rộn công việc gia đình cũng bị chi phối, thế là chỉ còn hai thành viên ở trong bộ môn, đó là cháu và anh Nguyễn Khắc Bảy. Thế nên hai anh em những cái thời gian ví dụ gần cuối năm khi cháu sắp sinh con rồi mà có những trường hợp vô cùng là nan giải, ví dụ đi tìm liệt sĩ Trần Đôn Luân ở Thái Bình, người ta đào đến 3 ngày không thấy. Tất cả những cái hiện tượng anh Bảy vẽ đúng một cách không ngờ, tức là nếu người ta nhìn thấy cái bản đồ thì người ta phải nghĩ rằng cái ông Nguyễn Khắc Bảy này ông phải sống ở cái vùng đất này rất lâu thì ông mới có thể miêu tả được từ cái đường cũ đường mới, cái lò gạch, cái sông, cái mương, cái ao. Thế nhưng khi đến nơi, địa hình thì đúng như vậy, vị trí đánh dấu là như vậy, cái biểu hiện ở trên mặt đất ví dụ là một con chuồn chuồn đậu thì có, mà đào chả thấy đâu, đào mãi chả thấy, đến mấy ngày liền không thể nào mà thấy được.